Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin mới, và ngay sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc vỡ liên tiếp 3 đập lớn, dòng xoáy ao ạt đổ về sông Dương Tử, khiến hơn 7 triệu người âm thầm di tản qua Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, thông tin về vỡ đập thủy điện nhỏ tại Trung Quốc gần như mỗi ngày, khi người dân vẫn chưa hết hoang mang về vụ vỡ đập ở Hải Nam thì đã bị lạnh sống lưng khi tiếp tục nhận được thông tin về cảnh núi lở ập xuống gây vỡ đập thủy điện ở một huyện phía Tây Nam Trung Quốc, khiến toàn bộ đường 6 bị chặn, chôn vùi nhà điều hành thủy điện tại đây. Bùn đất và nước đã cuốn phăng toàn bộ nhà cửa, tài sản của hàng ngàn người và cướp đi rất nhiều sinh mạng tại đây. Theo South China Morning Post, thì vụ lở núi xảy ra tại huyện Yabanjy, Quý Châu, Trung Quốc vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày thứ Hai vừa qua, theo giờ địa phương, do mưa lớn kéo dài. Theo chính quyền địa phương, có gần 500.000 mét khối đất đá, mảnh vỡ đã được lấy đi khỏi hiện trường tại các điểm mà tỉnh Quý Châu dựng vội để người dân hứng chịu thảm họa thiên nhiên gần đây tạm cư tị nạn. Theo BBC, hiện đã có hàng chục ngàn người dân Trung Quốc nối đuôi nhau tìm đường dây móc ngoặc với các tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Việt Nam và Lào để tránh trú. Điều đặc biệt mà các phóng viên ghi nhận là không có bất kỳ một người nào khóc lóc, than thân trách phận vì mất người thân, mất nhà, mất tài sản. Họ mệt mỏi, bàng hoàng có, đau bụng có, nhưng tất cả đều giấu giữ trong lòng vì họ đã quá quen với cảnh tượng đau lòng này và chấp nhận sống chung với thiên tai. Nhìn hình ảnh họ xếp hàng chia nhau khẩu phần ăn, chia ca khám bệnh khiến ai cũng cảm thấy xót xa. Anh Ngô, một người dân bộc bạch: "Chúng tôi phải vực dậy tinh thần để tái thiết cuộc sống, đau buồn giờ này cũng không được lợi ích gì." Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này có thể thấy khối lượng lớn đất, đá và cây cối từ một sườn núi đổ ập xuống và chắn ngang một con đường, và nhìn thấy người gần đó đang tháo chạy khi núi lở. Một số túp lều nhỏ ven đường cũng bị chôn vùi. Vụ lở đất khiến con đập trên sông Guangdiao bị vỡ và gây mất điện ở trạm thủy điện Banxi, theo đài quan sát Quý Châu. Ngoài ra, hàng chục chiếc ô tô đậu gần nhà máy điện cũng bị cuốn xuống sông. Phòng điều hành của trạm thủy điện cũng bị phá hủy hoàn toàn. Hiện vẫn chưa biết chính xác số người thương vong là bao nhiêu. Cũng theo ống kính của Reuters ghi lại, hàng hóa viện trợ chủ yếu là quốc tế đưa về cho người dân lánh nạn, phân phát rất đều, ưu tiên người già, trẻ nhỏ, từ đôi dép đến cuộn giấy vệ sinh, không xô đẩy, chen lấn hay giành phần. Họ lạc quan đến kinh ngạc. Họ cần nhanh chóng tái thiết cuộc sống, xây dựng để có chỗ ở mới trên cao. Tuy vậy, chính quyền địa phương nói rằng điều đó vẫn chưa thể được vì công cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn còn dang dở, chưa hoàn thành. Ngoài ra, khắp nơi trong địa bàn tỉnh và khu vực lân cận còn ngập trong đống bùn đất gần 1 mét. Hiện tại đến nay chưa một ai vào được nơi xảy ra lở đất xuống trạm thủy điện, đã cho thấy cảnh tượng trạm thủy điện bị vỡ như thế nào. Cũng từ ngày hôm qua đến nay, các lực lượng cứu hộ đã cố gắng thông suốt các con đường dù ngập trong bùn non. Tuy thế, các đoàn xe ô tô bán tải và cả xe máy phân khối lớn đưa nhu yếu phẩm đến vùng gặp nạn. Một đoạn dài hàng chục cây số nằm chặt xe tải và hàng hóa cột chặt sau thùng. Xe vừa đến giữa hàng xuống là ra ngay, để đoàn xe khác vào vì quá tải xe ô tô trên đường chính. Đoàn xe khác phải đi đường tránh, đường phụ vì hiện đường giao thông trên tuyến đường này vẫn chưa được thông suốt. Cảnh sát giao thông được triển khai ở lối vào để điều hướng phương tiện sang tuyến khác. Trong khi hàng loạt vụ vỡ đập xảy ra do nhiều nguyên nhân khi lũ lụt tiếp diễn không ngừng tại đây. Hơn 1,63 triệu người ở 7 tỉnh thành và khu vực gồm Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, ít nhất 169 người chết. Lượng mưa trung bình ở các khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này được ghi nhận là cao hơn 51% so với cùng kỳ các năm trước và là lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Mưa bão dữ dội ở miền Nam, miền Đông Trung Quốc trong tháng này đã phá hủy nhà cửa, mùa màng, buộc Trung Quốc phải sơ tán gần 80.000 người. Theo truyền thông nhà nước, đợt mưa bão mới nhất gây tổn thất 2,69 tỷ nhân dân tệ, với 126.100 ha đất nông nghiệp bị tổn hại và 1.600 ngôi nhà bị đổ sập. Kính thưa quý vị khán giả, vào chiều ngày hôm qua liên tiếp xuất hiện 2 hiện tượng kỳ dị trên bầu trời Trung Quốc, trong khi dân thành phố Ngô Trung, tỉnh Giang Tô, nước này đã khiếp sợ bỏ chạy khi trông thấy một đám mây hình người ma quái dài hơn 100 mét lơ lửng trên bầu trời suốt 1 giờ đồng hồ. Bầu trời tại thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc phủ đầy mưa rông dài và cao như cơn sóng thần đảo ngược lên trời kéo dài 50 km, bao trùm đen cả thành phố trông rất đáng sợ. Thứ hình thù quái đản đen đặc đó nhìn giống như được làm từ một vật liệu gì khác lạ chứ không phải là những đám mây. Người dân thành phố Ngô Trung la hét bỏ chạy vào nhà. Một nhân chứng cho hay, chúng tôi quá sốc khi nhìn thấy đám mây hình người đó ngay gần nhà mình trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Nhiều người bắt đầu quỳ thụp xuống cầu nguyện, còn những người khác thì bỏ chạy thật kỳ dị. Bên cạnh đó, người dân Hải Nam cũng không giấu được vẻ mặt sợ hãi của mình khi kể lại với tờ Daily Mail. Khoảng 16:15, bầu trời tối sầm và những đám mây đen khổng lồ ồ ạt kéo tới tạo thành sóng thần. Những đám mây lớn này cứ vậy kéo đến khoảng 50 km, choán cả bầu trời, cảnh tượng như muốn nuốt trọn cả thành phố vậy. Và những hình ảnh này gợi lên sự liên tưởng tới khung cảnh trong bộ phim về ngày tận thế hơn là một cơn giông bão thông thường. Được biết, khoảng 45 phút sau hiện tượng mây sóng thần là những cơn mưa như trút nước. Gió giật mạnh tạo nên những trận lũ lụt kinh hoàng và mưa đá khắp nơi tại tỉnh Hải Nam. Theo các chuyên gia lý giải, hiện tượng mây sóng thần hay còn gọi là thềm mây thường xuất hiện trước khi bão đổ bộ. Hiện tượng hiếm gặp này thực tế đã được đặt tên chính thức như một loại mây mới trong tập AFTA về mây của WMO, Tổ chức Khí tượng Thế giới. Đó là hiện tượng thềm mây hay mây sóng thần, một trong hai dạng mây hình cung, dạng mây còn lại là đám mây cuộn. Những đám mây hình cung là những đám mây thấp, được hình thành theo phương ngang, trong đó đám mây thềm thường liên kết với đỉnh đầu của dòng chảy ngoài cơn giông. Mặt dưới của đám mây thềm thường xuất hiện gió mạnh hỗn loạn, sâu xé hay gió giật phía trước. Chúng thường bị nhầm lẫn với đám mây thường hình thành ở phía sau cơn bão. Hiện tượng mây sóng thần thường xuất hiện trước khi bão đổ bộ. Những đám mây lớn thường kéo dài đến vài km, choáng cả bầu trời. Có thể giải thích hiện tượng mây sóng thần một cách ngắn gọn rằng mây sóng thần hình thành do luồng khí lạnh từ cơn bão nâng khí ẩm lên một cách đột ngột. Khi mưa từ cơn bão rơi xuống thẳng đứng, kéo theo không khí lạnh ra theo chiều ngang và tạo thành cuộn mây phía trước. Theo Johanna, đám mây nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho cơn giông nhỏ. Cảnh tượng kéo dài khoảng 45 phút trước khi một cơn giông ập đến với mưa to và sấm chớp. Một kênh thời tiết địa phương cho biết, hiện tượng Johanna bắt gặp một đám mây thềm lớn có hình dáng lởm chởm. Mây thềm là đám mây cung cấp nằm ngang, có hình dạng giống như chiếc nem và thường đi kèm với giông bão. Dù là cơ quan chức năng Trung Quốc đã giải thích cảnh tượng này đơn giản chỉ là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp, nhưng nhiều người vẫn đưa ra những bình luận giật gân về những hình ảnh cuộn mây kỳ lạ. Ông Sinly, một người dân địa phương chứng kiến tận mắt hiện tượng này, cho rằng đám mây cuộn quét dọc bờ biển là dấu hiệu dự báo về một sự nguy hiểm khi virus COVID-19 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp đang bùng phát trên toàn cầu. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này cũng như cảm giác choáng ngợp trước sức mạnh vẻ đẹp của tạo hóa, ông Sinly nói. Cùng với đó là nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng có thể đây là điềm báo cho con người sắp tới sẽ có những trận động đất rất lớn. Thế giới sẽ gặp phải dịch bệnh và nạn đói khủng khiếp. Nhiều người ví von cảnh tượng này giống như một cảnh tượng trong bộ phim bom tấn kinh hoàng. Điều này không phải là bất thường. Hiện tượng thời tiết này được gọi là mây cuộn. Nó xảy ra khi thời tiết quá mạnh. Tuyết đã rơi vào sáng nay và giữa trưa ngoài trời rất đẹp. Một tài khoản cho biết. Giải thích về hiện tượng kỳ lạ này, một nhân viên tại cơ quan thời tiết của ông Badidaman cho biết đám mây trong bức ảnh này trông giống như một đám mây Mammatus. Thường có hai loại mây thềm, mây cuộn. Đây là loại mây cuộn dày, mỏng, thấp, thường xảy ra khi không khí không ổn định hay thời tiết của giông bão. Mây Mammatus hình thành khi không khí lạnh đi xuống từ mây tới mặt đất. Luồng khí lạnh này nhanh chóng lan ra để không khí ấm và ẩm từ dưới mặt đất lên trên. Khi không khí này bốc lên, hơi nước tương tự sẽ tạo thành những đám mây Mammatus. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.